Báo cáo. Báo cáo anh Lê Anh Quân, trưởng ban quản lý trại, các trại sinh đã có mặt đầy đủ. Công tác chuẩn bị cho lễ bế mạc, đăng quang trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc cấp 2 năm 2023 đã hoàn tất. Xin ý kiến anh để lễ được bắt đầu. Đồng ý. Rõ. Trân trọng kính mời quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các trại sinh chuẩn bị làm lễ chào cờ. Đội nghi lễ vào vị trí. Nghiêm. Chào cờ, chào. Quốc ca. Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng trại ca. Lấm lấm mầm non đầy sức sống, bao tấm khăn hồng đen lúc linh, ánh mắt em thơ như ngàn hoa hé cười, đón chào bình minh đang tỏa sáng khắp nơi đời. Vì đàn em thân yêu, vì ngày mai đang lên, toàn đàn ba sang tây đón bà rừng hoa. Ba chăm sóc mầm non, ba thiết suốt đời ta, tô đẹp mùa xuân dần dần lấy ta. Phụ trách đội. Phụ trách đội. Phụ trách đội. Tất cả phụ trách đội. Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể trại sinh. Đội nghi lễ về vị trí. Kính thưa các đồng chí đại biểu, các bạn trại sinh thân mến, trại huấn luyện Kim Đồng cấp 2 toàn quốc năm 2023 đã diễn ra từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2023 tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với rất nhiều những kỷ niệm đẹp, nhiều hoạt động thú vị và ấn tượng. Đến với trại huấn luyện Kim Đồng cấp 2 toàn quốc năm 2023, mỗi chúng ta lại có thêm những người bạn mới,
được gặp những người anh, người chị đã từng gắn bó trong các kỳ trại Kim Đồng. 7 ngày trại trôi qua, dường như mỗi chúng ta đều tự cảm thấy mình đã trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn khi cùng sát cánh bên nhau vượt qua bao khó khăn, thử thách và cùng nhau trải nghiệm rất nhiều những kiến thức mới. Và ngày hôm nay, chúng ta có mặt ở tại đây để cùng tham dự lễ bế mạc đăng quang trại huấn luyện Kim Đồng cấp 2 toàn quốc năm 2023. Và cũng trong buổi lễ này, chúng ta sẽ cùng tổng kết, đánh giá, tuyên dương và khen thưởng các cá nhân, tập thể trại sinh đã đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động của trại và chương trình huấn luyện. Đến dự lễ bế mạc và đăng quang ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu, khách quý. Xin trân trọng giới thiệu anh Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện Trung ương. Trân trọng giới thiệu chị Huỳnh Thị Như Ý, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Khánh Hòa. Trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Phương Doanh, Phó Chủ tịch Hội đồng đội, Giám đốc Nhà Thiếu Nhi, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện tỉnh Khánh Hòa. Trân trọng giới thiệu anh Vũ Ngọc Quý, Ủy viên Hội đồng huấn luyện Trung ương, Hội viên Hội nghệ sĩ múa Việt Nam. Trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Ngô Quốc Cường, Ủy viên Hội đồng huấn luyện Trung ương, huấn luyện viên cấp 2 Trung ương. Trân trọng giới thiệu anh Lưu Hoàng Phúc, Ủy viên Hội đồng huấn luyện Trung ương, huấn luyện viên cấp 2 Trung ương. Trân trọng giới thiệu anh Vũ Anh Tuấn, Ủy viên Hội đồng huấn luyện Trung ương, huấn luyện viên cấp 2 Trung ương. Trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Hội đồng huấn luyện Trung ương, huấn luyện viên cấp 2 Trung ương. Trân trọng giới thiệu anh Lâm Quang Hiền Đức, Ủy viên Hội đồng huấn luyện Trung ương, huấn luyện viên cấp 2 Trung ương. Về dự lễ bế mạc ngày hôm nay, còn có sự hiện diện của các anh chị đại biểu, đại diện Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam, các ban, đơn vị thuộc tỉnh đoàn, hội đồng đội, nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa. Và đặc biệt, xin được chào đón tất cả các anh chị trại sinh đã có mặt trong lễ đăng quang của chúng ta ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng! Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi chương trình nghệ thuật do các anh chị trại sinh của trại huấn luyện Kim Đồng cấp 2 toàn quốc năm 2023 thể hiện. Trân trọng kính mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô phụ trách thân mến, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, hôm nay trại sinh trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc công nhận huấn luyện viên cấp 2 năm 2023 thực hiện chương trình nghệ thuật chủ đề Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử còn ghi. Xin trân trọng kính mời quý đại biểu, quý thầy cô cùng thưởng thức. Sau đây, chương trình xin phép được bắt đầu. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta luôn gắn liền với các cuộc chiến bảo vệ tổ quốc, bi tráng và oai hùng. Lớp lớp con cháu Lạc Hồng đứng lên hiến dâng thân mình cho giang sơn gấm vóc. Lớp cha trước, lớp con sau, những tấm gương xả thân vì nước của các bậc tiền liệt mãi trường tồn cùng dân tộc. Chúng ta tự hào biết ơn tiên tổ, cha anh và mãi mãi ghi nhớ noi theo để quyết tâm gìn giữ nước ta tươi đẹp, vững bền. Bao chiến sĩ anh hùng lạnh lùng vung gương ra xa trường, quân xung phong nước Nam đang chờ mong tay người hồn sông núi khi tiếng ghi muôn đời. Vì nơi xa kia nghe súng vang bên trời đều khen rộn ràng là trang nam nhi quyết chiến xa trường, sông khắp coi thường mong sắc trong gian lửa bọc thân thế trai về phụ quốc.
Trong cuộc kháng chiến vĩ đại giành lại nền độc lập cho dân tộc, hàng triệu người đã hy sinh một phần thân thể hoặc đã ngã xuống. Trong số đó, có những người ra đi không để lại một bức thư, một tấm ảnh, chỉ để lại những khoảng trống vô tận trong trái tim người thân và đồng đội. Họ chính là những con người đã thầm lặng hy sinh để làm nên một dáng đứng Việt Nam kiên cường, bất khuất và trường tồn mãi đến mai sau. Bay lên bát ngát mùa xuân, dáng đứng của anh trên cương âm hương sơn đơn, dáng đứng tự hào, dáng đứng Việt Nam, dáng đứng tự hào, dáng đứng. Xa em, người con gái anh thương. Ngày mai anh lên đường ra mặt trận, nơi cuộc chiến rất ác liệt cam go, nơi đồng đội đang chờ, tổ quốc đang lâm nguy. Trọn đêm nay anh thức với trang thư, để mỗi phút giây được thấy bóng hình em, thầm chào em ngàn nụ hôn xa diết, như cánh thư hòa theo gió mây gửi đến nơi em. Vẫn còn nguyên trong ba lô chiếc áo chân thù, vẫn còn nguyên trong chân thơ nhành hoa băng em vội. Cho tôi mơ, cho tôi sống những ngày Điện Biên năm xưa, cho tôi yêu, cho tôi hát những lời Điện Biên hôm nay. Tôi giáp trận ác liệt, đấy là một điều tất nhiên của chiến trận. Rất có thể rằng tôi sẽ ngã xuống. Không can gì, đấu tranh là phải đổ máu. Hãy nghĩ như Pavel Kosin, cái quý nhất của ta là đời sống. Cuộc đời chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa vì những dĩ vãng ti tiện đớn hèn của mình, để rồi khi nhắm mắt xuôi tay
ta có thể nói rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất, sự nghiệp giải phóng loài người. Hò dô ta nào, kéo phao ta vượt qua đèo. Nào vượt qua đèo cao dốc núi. Hò dô ta nào, kéo phao ta vượt qua đèo. Nào vượt qua đèo cao dốc núi. Trận địa đây vùi xác quân thù. Trận địa đây vùi xác quân thù. Kéo phao ta vượt qua đèo. Hò dô ta nào, kéo phao ta vượt qua núi. Thank you.
năm gian lao và hào hùng, hòa cùng điệu múa xòe trong men say mừng chiến thắng Điện Biên của lịch sử. Hiệp định Geneva quốc tế đã phán xử, hòa bình là đây, độc lập là đây, cùng chung tay góp sức ta dựng xây thủ đô gió ngàn vươn lên cùng đất nước. Đã xa rồi những ngày tháng gian khó, đã xa rồi núi rừng Tây Bắc ơi, chiến sĩ ta sẽ nhớ về một thời kháng chiến gian khổ, trường kỳ cùng gắng sức. Những đồng chí lấy thân mình chèn pháo, hy sinh thân mình lấp lỗ châu mai, và Tây Bắc những chặng đường rất dài, khắc ghi tên bao anh hùng đã ngã xuống. Máu đổi máu, hoa đổi lấy hoa, độc lập hôm nay có tình nghĩa đôi ta. Nay rời xa biết bao giờ gặp lại, ân tình nghĩa cũ những năm qua. Ta về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi. Áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Ta đã về đây, đã về đây, những tiếng hát vang vọng khắp trời mây. Về thủ đô bầu trời đêm đã sáng, tiếng Bác Hồ còn vang vọng đâu đây. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Lời của Bác thấm bao lòng mong ước, vì độc lập hạnh phúc ta hy sinh, vì non sông Việt Nam bao nghĩa tình, giải phóng thủ đô trái tim của Tổ quốc. Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, kỳ tích lớn từ người Việt nhỏ bé. Bên cạnh ta có quốc tế bạn bè và công lý dành cho người chiến thắng. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã khép lại 9 năm kháng chiến trường kỳ, khẳng định sức mạnh cuột cường của dân tộc Việt Nam, một dân tộc nhỏ bé nhưng ẩn chứa tình yêu nước nồng nàn và ý chí vĩ đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm hoan hô Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và giờ đây Điện Biên cất tiếng hát. Trong mùa màng mới, lúa gạo thóc đầy bồ, người Điện Biên vươn sức mình điểm tô, ta hàn gắn những vết thương bom đạn. Hạnh phúc này có tôi và có bạn, đoàn kết trong thời kỳ mới, dựng xây nước Việt muôn đời. Điện Biên ngân tiếng hát giữa đất trời, tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh. Trong thời kỳ đổi mới, Điện Biên đã và đang thay ra đổi thịt từng ngày, không còn nhận ra chiến trường ác liệt năm nào,
Điện Biên đã trở thành khu vực có những phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục. Cả nước vì Điện Biên, Điện Biên vì cả nước, để Tổ quốc ta sẽ cùng sánh bước với năm châu như lời Bác Hồ hằng mong muốn. 70 năm một chặng đường lịch sử, Điện Biên Phủ rực rỡ thiên sử vàng, nơi vàng 10 của đất nước mến thương. Nhớ về Tổ quốc, nhớ về quê hương, ta không thể quên những tháng ngày gian khó. Sức mạnh dân tộc hùng cường cũng từ đó, bởi lịch sử là bài học đầu tiên. Để thêm yêu những người mẹ thảo hiền, ta trân trọng những người đã ngã xuống. Độc lập hôm nay là điều hằng mong muốn. Hào hùng và vĩ đại quá cô ơi. Đúng vậy, Điện Biên là minh chứng cho sức mạnh của dân tộc. Chiến thắng ấy vẫn mãi ngân vang đến ngày nay. Cô mong các em sẽ là những chiến sĩ nhỏ Điện Biên, quyết tâm học tập, rèn luyện để xây dựng đất nước ta ngày hùng cường. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca, cho ta thêm tự hào về tổ quốc của ta. Năm mươi sáu ngày đêm rơi vào cờ quyết thắng, chương trình chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử còn ghi do chạy sinh chạy huấn luyện Kim Đồng toàn quốc công nhận huấn luyện viên cấp 2 năm 2023 biểu diễn. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, quý đại biểu đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào. Quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi xong chương trình nghệ thuật đặc sắc do các chạy sinh của trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc cấp 2 năm 2023 thể hiện. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một clip tổng hợp về những ngày hoạt động của trại huấn luyện Kim Đồng cấp 2 toàn quốc. Trân trọng kính mời quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục hướng ánh mắt của mình lên màn hình và theo dõi về những hoạt động thú vị này. Thank you.
yarn. Yeah, I'm strapped in, stuck in a song you can't turn off. Like a merry-go-round, my head is spinning. I see you rapping about, I'm sure as hell not. Quý vị và các bạn, chúng ta vừa được theo dõi lại những hình ảnh trong suốt 7 ngày vừa qua của trại sinh trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc cấp 2 năm 2023. Và có lẽ đây là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của chúng ta khi chúng ta đã được cùng bên nhau, cùng bên những anh chị em, đồng nghiệp, bạn bè, trại sinh cùng vượt qua những khó khăn và thử thách tại trại huấn luyện Kim Đồng. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với phần khen thưởng, công nhận hoàn thành chương trình huấn luyện và công nhận đạt chuẩn huấn luyện viên cấp 2 trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2023. Xin trân trọng kính mời anh Lâm Quang Hiền Đức, Ủy viên Hội đồng Huấn luyện Trung ương lên điều hành lễ đăng quang khen thưởng. Xin được trân trọng kính mời anh. Đây không phải là đề thi mà đây là kết quả. Xin một tràng pháo tay thật lớn. Tôi, Lâm Quang Hiền Đức, Ủy viên Hội đồng Huấn luyện Trung ương, xin phép điều hành lễ đăng quang khen thưởng. Quý thầy cô có hồi hộp không ạ? Nếu hồi hộp, chúng ta hãy cùng nhau hát bài ca phụ trách thiếu nhi để cho không khí của mình được ấm hơn. Và chúng ta 7 ngày thi đua học tập, 7 ngày 7 đêm rèn luyện bản lĩnh, 7 ngày 7 đêm vượt qua thử thách và 7 ngày 7 đêm vì đàn em thân yêu. Một tràng pháo tay thật lớn quý thầy cô ơi. Và sau đây xin được công bố danh sách các đơn vị tham gia và đạt kết quả tốt tại trại Kim Đồng cấp 2 toàn quốc năm 2023. Đầu tiên xin được phép xướng tên khen thưởng các tập thể xuất sắc. Xin trân trọng kính mời đại diện Hội đồng đội thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời đại diện Hội đồng đội tỉnh Đồng Nai, Hội đồng đội thành phố Cần Thơ, Hội đồng đội tỉnh Nghệ An và Hội đồng đội tỉnh Bình Dương. Và sau đây xin trân trọng kính mời anh Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương
Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương lên trao khen thưởng cho các tập thể xuất sắc. Xin trân trọng kính mời anh. Một tràng pháo tay thật lớn. Xin được chúc mừng và xin được trân trọng cảm ơn anh Lê Quân. Xin mời các đơn vị về vị trí. Và tiếp theo là phần rất quan trọng, đúng không quý thầy cô? Xin mời quý thầy cô chúng ta cùng hít sâu vào, thở thật mạnh ra. Và sau đây tôi xin được phép đọc danh sách công nhận huấn luyện viên cấp 2 trung ương tại trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2023. Ở lượt 1, xin trân trọng kính mời anh Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện Trung ương. Xin được chúc mừng Nguyễn Thị Lan Anh, Nghệ An. Xin được chúc mừng đồng chí Lê Trần Phương Bắc, Lâm Đồng. Chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Bình, Nghệ An. Xin được chúc mừng đồng chí Tô Lý Cường, Hội đồng đội Trung ương. Xin được chúc mừng đồng chí Hoàng Thị Thu Dần, Lào Cai. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Tấn Đạt, đơn vị Cần Thơ. Và chúc mừng trại sinh Võ Quốc Đạt, đơn vị Bình Dương. Đồng chí Hồ Văn Đây, đơn vị thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Bùi Thị Ngọc Diệp, tỉnh Cao Bằng. Đồng chí Nguyễn Hồng Doanh, đơn vị Hải Dương. Đồng chí Lữ Thành Đức, đơn vị Nghệ An. Đồng chí Trần Hữu Đức, đơn vị Đồng Nai. Đồng chí Vũ Thị Kim Duyên, đơn vị Điện Biên. Đồng chí Trần Thị Huỳnh Giao, đơn vị Hậu Giang. Đồng chí Trần Phạm Thị Thúy Hải, đơn vị Lâm Đồng. Xin được chúc mừng đồng chí Lương Thị Hoa, đơn vị Tuyên Quang. Xin được chúc mừng đồng chí Trần Thị Hà. Xin được chúc mừng đồng chí Trần Thị Hòa, đơn vị Bắc Ninh. Đồng chí Trần Duy Hùng, đơn vị Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Huỳnh Trí Hữu, đơn vị Cần Thơ. Và đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây một tràng pháo tay thật lớn, xin được chúc mừng các tân huấn luyện viên cấp 2 trung ương. Xin được trân trọng cảm ơn anh Lê Anh Quân.
Tiếp theo chương trình xin phép và trân trọng kính mời chị Huỳnh Thị Như Ý, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Khánh Hòa lên sân khấu trao công nhận huấn luyện viên cấp 2 Trung ương lượt 2. Xin mời chị. Đầu tiên, xin được chúc mừng trại sinh Mai Trung Kiên đến từ đơn vị Tây Ninh. Xin mời đồng chí Thẩm Thành Long, đơn vị Đồng Nai. Xin được chúc mừng đồng chí Trần Minh Cường, đơn vị Hà Nội. Xin được chúc mừng đồng chí Văn Đình Lương, đơn vị Bình Dương. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Trần Uyên My, đơn vị Bình Dương. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Nguyên Ngọc, đơn vị tỉnh Tiền Giang. Chúc mừng đồng chí Đoàn Mỹ Ngọc, đơn vị Điện Biên. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nhàn, đơn vị Quảng Nam. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Tín Nhiệm, đơn vị Đồng Tháp. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Huỳnh Như, đơn vị Bình Dương. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Nhung, đơn vị Đồng Nai. Xin được chúc mừng đồng chí Trần Nhân Phú, đơn vị Thừa Thiên Huế. Xin được chúc mừng đồng chí Phạm Hữu Phúc, đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chúc mừng đồng chí Lê Vĩnh Phúc, đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chúc mừng đồng chí Trương Minh Quang, đơn vị Trà Vinh. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Sơn, đơn vị Khánh Hòa. Xin được chúc mừng đồng chí Lê Minh Tấn, đơn vị Bình Định. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Minh Tánh, đơn vị Đồng Nai. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Lâm Tập, đơn vị Đồng Nai. Xin được chúc mừng đồng chí Trịnh Hoàng Thám, đơn vị Cà Mau. Và xin được trân trọng chúc mừng đồng chí Lê Hoài Thanh, đơn vị tỉnh Nghệ An. Và xin một tràng pháo tay chúc mừng cho các tân huấn luyện viên cấp 2 Trung ương. Chúng ta sẽ đến với lượt số 3. Và sau đây xin được mời lên sân khấu anh Nguyễn Phương Danh, Phó Chủ tịch Hội đồng đội, Giám đốc nhà thiếu nhi, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện tỉnh Khánh Hòa trao lượt 3. Xin được xướng tên chúc mừng trại sinh Võ Nhất Thanh, đơn vị Cần Thơ.
Xin mời đồng chí Phan Thuận Thành, đơn vị Cần Thơ. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam. Xin mời đồng chí Đỗ Thu Thảo, đơn vị Sơn La. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo, đơn vị Bình Thuận. Xin được chúc mừng đồng chí Kim Thanh Thảo, đơn vị tỉnh Trà Vinh. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Thiên, đơn vị tỉnh Sóc Trăng. Và xin được chúc mừng đồng chí Thái Cường Thịnh, đơn vị tỉnh Trà Vinh. Xin được chúc mừng đồng chí Lê Sơn Thoại, đơn vị thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chúc mừng trại sinh Đoàn Thị Loan Anh Thư, đơn vị Cần Thơ. Xin được chúc mừng đồng chí Mai Hoài Thương, đơn vị tỉnh Kiên Giang. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Biền Thương Thương, đơn vị tỉnh Lâm Đồng. Và tiếp theo xin được chúc mừng đồng chí Vũ Thị Thủy, đơn vị Hải Phòng. Chúc mừng đồng chí Lâm Thị Thảo Trang, đơn vị Tiền Giang. Xin được chúc mừng đồng chí Trương Văn Trình, đơn vị tỉnh Kiên Giang. Chúc mừng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, đơn vị thành phố Hồ Chí Minh. Chúc mừng đồng chí Lê Thị Tường, đơn vị Gia Lai. Xin được chúc mừng đồng chí Đào Lê Ngọc Tuyền, đơn vị tỉnh Tây Ninh. Và xin được chúc mừng chị Nguyễn Hà Xuyên, đơn vị Hải Phòng. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến, đơn vị Tiền Giang. Xin được chúc mừng các tân huấn luyện viên cấp 2 trung ương tại trại huấn luyện kim đồng toàn quốc năm 2023. Một tràng pháo tay thật lớn, xin mời. Và xin mời các anh chị trại sinh chúng ta đứng xếp hàng ngang để chụp một tấm hình lưu niệm. Và một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các tân huấn luyện viên cấp 2 trung ương, xin mời và xin cảm ơn anh. Kính thưa quý thầy cô, sau đây xin được công bố các trại sinh, các huấn luyện viên được đạt chuẩn huấn luyện viên quốc gia chuyên môn tại trại huấn luyện kim đồng cấp 2 toàn quốc năm 2023 tại môn lý luận nghiệp vụ và nghi thức đội.
Xin chúc mừng các đồng chí có tên sau. 1. Đồng chí Hồ Văn Đầy, đơn vị thành phố Hồ Chí Minh. Chúc mừng đồng chí Trần Minh Cường, đơn vị Hà Nội. Chúc mừng đồng chí Vũ Thị Thủy, đơn vị Hải Phòng. Chúc mừng đồng chí Phan Thuận Thành, đơn vị Cần Thơ. Và đồng chí Lê Hoài Thanh, đơn vị Nghệ An. Tại bộ môn kỹ năng hoạt động và kỹ năng sống, xin được chúc mừng đồng chí Lữ Thành Đức, đơn vị Nghệ An. Xin được chúc mừng đồng chí Phạm Hữu Phúc, đơn vị thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây xin mời anh Lên Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện Trung ương lên chào cho các huấn luyện viên quốc gia chuyên môn. Xin mời anh Vũ Ngọc Quý, Ủy viên Hội đồng huấn luyện Trung ương, Hội viên Hội nghệ sĩ múa Việt Nam lên trao cho các huấn luyện viên đạt chuẩn huấn luyện viên quốc gia chuyên môn tại trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2023. Sau đây xin công bố danh sách 15 trại sinh xuất sắc nhận bằng khen Hội đồng đội Trung ương tại trại huấn luyện Kim Đồng cấp 2 toàn quốc năm 2023. Xin được chúc mừng đồng chí Võ Quốc Đạt, Bình Dương, Nguyễn Tấn Đạt, Cần Thơ, Lương Thị Hoa, Tuyên Quang, Trần Thị Hòa, Bắc Ninh, Đoàn Mỹ Ngọc, Điện Biên, Phạm Hữu Phúc, thành phố Hồ Chí Minh, Trương Minh Quang, Trà Vinh, Nguyễn Đức Sơn, Khánh Hòa, Trịnh Hoàng Thám, Cà Mau, Đỗ Thu Thảo, Sơn La, Lê Sơn Thoại, thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Biền, Thương Tương, Lâm Đồng, Nguyễn Anh Tuấn, thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thị Tưởng, Gia Lai, Nguyễn Hà Xuyên, Hải Phòng. Và sau đây, xin trân trọng kính mời anh Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện Trung ương, và anh Nguyễn Phương Doanh, Phó Chủ tịch Hội đồng đội, Giám đốc nhà thiếu nhi, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện tỉnh Khánh Hòa. Xin mời hai anh lên sân khấu. Xin được chúc mừng và cảm ơn. Xin mời các đồng chí trở về vị trí. Sau đây xin đọc danh sách 15 trại sinh xuất sắc nhận bằng khen Trung ương đoàn tại trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc cấp 2 Trung ương năm 2023. 1. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, đơn vị Nghệ An. 2. Xin được chúc mừng đồng chí Lê Trần Phương Bắc, đơn vị Lâm Đồng. 3. Xin được chúc mừng đồng chí Trần Minh Cường, đơn vị Hà Nội. 4. Xin được chúc mừng đồng chí Hồ Văn Đầy, đơn vị thành phố Hồ Chí Minh.
xin được chúc mừng đồng chí Lữ Thành Đức, đơn vị tỉnh Nghệ An. Xin được chúc mừng anh Thẩm Thành Long, đơn vị Đồng Nai. Xin được chúc mừng chị Nguyễn Ngọc Trần Uyên My, đơn vị tỉnh Bình Dương. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nhàn, đơn vị Quảng Nam. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Tín Nhiệm, đơn vị Đồng Tháp. Xin được chúc mừng đồng chí Trần Nhân Phú, đơn vị Thừa Thiên Huế. Xin được xướng tên và chúc mừng đồng chí Phan Thuận Thành, đơn vị Cần Thơ. Xin được chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo, đơn vị Bình Thuận. Ở vị trí số 13, xin được chúc mừng anh Mai Hoài Thương, đơn vị tỉnh Kiên Giang. Mười bốn, xin được chúc mừng chị Vũ Thị Thủy, đơn vị Hải Phòng. Và cuối cùng 15, xin được chúc mừng đồng chí Lâm Thị Thảo Trang, đơn vị Tiền Giang. Xin được chúc mừng các đồng chí được nhận bằng khen của Trung ương đoàn tại trại huấn luyện kim đồng toàn quốc cấp 2 Trung ương năm 2023. 1. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, Nghệ An. 2. Đồng chí Lê Trần Phương Bắc, Lâm Đồng. 3. Đồng chí Trần Minh Cường, Hà Nội. 4. Hồ Văn Đây, đơn vị thành phố Hồ Chí Minh. 5. Đồng chí Lữ Thành Đức, đơn vị Nghệ An. 6. Đồng chí Thẩm Thành Long, đơn vị Đồng Nai. 7. Đồng chí Nguyễn Ngọc Trần Uyên My, đơn vị Bình Dương. 8. Đồng chí Nguyễn Văn Nhàn, đơn vị Quảng Nam. 9. Đồng chí Nguyễn Tín Nhiệm, đơn vị Đồng Tháp. 10. Đồng chí Trần Nhân Phú, đơn vị Thừa Thiên Huế. 11. Đồng chí Phan Thuận Thành, đơn vị Cần Thơ. 12. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo, đơn vị Bình Thuận. 13. Đồng chí Mai Hoài Thương, đơn vị Kiên Giang. 14. Đồng chí Vũ Thị Thủy, đơn vị Hải Phòng. 15. Đồng chí Lâm Thị Thảo Trang, đơn vị Tiền Giang. Xin được chúc mừng các đồng chí. Sau đây xin trân trọng kính mời anh Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện Trung ương lên trao bằng khen, và chị Huỳnh Thị Như Ý, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Khánh Hòa lên trao hoa cho các huấn luyện viên. Thank you.
xin được chúc mừng 15 chạy sinh xuất sắc nhận được bằng khen của Trung ương đoàn tại trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2023. Xin trân trọng cảm ơn anh Lê Quân và chị Huỳnh Thị Như Ý. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện Trung ương lên phát biểu giao nhiệm vụ cho các tân huấn luyện viên cấp 2 Trung ương. Xin được trân trọng kính mời anh. Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý, thưa các đồng chí thành viên Hội đồng huấn luyện Trung ương, các anh chị và các bạn chạy sinh thân mến, trong giờ phút trang trọng và vinh dự này, tôi thay mặt Thường trực Hội đồng đội Trung ương, Thường trực Hội đồng huấn luyện Trung ương xin nhiệt liệt chúc mừng 61 chạy sinh đã hoàn thành xuất sắc chương trình của trại huấn luyện Kim Đồng cấp 2 toàn quốc năm 2023. Các anh chị đã chính thức trở thành tân huấn luyện viên cấp 2 Trung ương và xin chúc mừng 15 gương mặt xuất sắc nhất đang có mặt trên sân khấu vào lúc này. Thưa các đồng chí, trong những năm qua, Hội đồng huấn luyện của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã tích cực và nỗ lực trong việc tổ chức các khóa huấn luyện nhằm nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ phụ trách đội nói chung và huấn luyện viên các cấp nói riêng. Đó là những yêu cầu được coi như một phần xương sống của tổ chức đội, là nhiệm vụ thiết thân của những người làm công tác thiếu nhi. Đối với trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc, đây là một mô hình huấn luyện đặc biệt với các thiết kế nội dung, hình thức, tổ chức và phương pháp huấn luyện dành riêng cho các anh chị phụ trách đội. Đây không chỉ là dịp để các bạn được tập huấn với các thầy, các chuyên gia, mà còn là dịp để chúng ta trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau trong công việc. Thưa các đồng chí, năm nay, trại huấn luyện Kim Đồng cấp 2 được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa với nhiều nội dung phong phú. Chúng ta đã cùng nhau tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 10 năm trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc, ra mắt Hội đồng huấn luyện Trung ương giai đoạn 2023-2028 và trao giải thưởng cánh én hồng tôn vinh các thầy cô giáo viên làm tổng phụ trách đội tiêu biểu trong cả nước. Mỗi hoạt động như vậy đã để lại cho chúng ta nhiều cảm xúc khác nhau, những bài học khác nhau, là cơ hội để mỗi chúng ta được trải nghiệm, rèn luyện trong môi trường thực tiễn, được trau dồi thêm về kỹ năng nghiệp vụ. Tôi tin tưởng 7 ngày vừa qua, các bạn đã có những kinh nghiệm rất bổ ích để chúng ta tiếp tục phát huy trong công tác. 61 huấn luyện viên được công nhận đạt chuẩn huấn luyện viên cấp 2 hôm nay. Tôi mong muốn các bạn sẽ phát huy thật tốt những kiến thức đã được học tập và rèn luyện tại trại để triển khai tập huấn có hiệu quả các hoạt động nhiệm vụ, kỹ năng ở các địa phương và tiếp tục là cỗ máy cái để truyền đạt đến hệ thống huấn luyện viên trong công tác đội của chúng ta. Bằng những kinh nghiệm thực tiễn và sự tâm huyết đối với công tác đội và phong trào thiếu nhi, Thường trực Hội đồng đội Trung ương, Hội đồng huấn luyện Trung ương mong rằng các đồng chí tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện để không chỉ là huấn luyện viên cấp 2 mà còn tiếp tục trưởng thành hơn nữa. Hy vọng 61 huấn luyện viên được công nhận ngày hôm nay, nhiều đồng chí sẽ có mặt và đạt thành tích cao hơn trong kỳ xét nâng bậc huấn luyện viên quốc gia của Hội đồng đội Trung ương sẽ được tổ chức vào năm 2024. Một lần nữa, xin kính chúc và mong các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhân dịp này, Thường trực Hội đồng đội Trung ương, Hội đồng huấn luyện Trung ương trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tạo điều kiện để Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội, Nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa đăng cai tổ chức thành công trại huấn luyện cấp 2 toàn quốc và các hoạt động kỷ niệm 10 năm trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc trao giải thưởng cánh én hồng năm 2023. Xin cảm ơn các chuyên gia, các đồng chí thành viên Hội đồng huấn luyện Trung ương đã dành thời gian, tâm huyết để truyền đạt cho trại huấn luyện lần này. Xin được hoan nghênh Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội, Ban Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện hỗ trợ một cách tích cực và chủ động để trại huấn luyện Kim Đồng cấp 2 toàn quốc năm 2023 được diễn ra thành công theo kế hoạch. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn anh Lê Anh Quân.
sau đây xin mời anh Lên Quân công bố 5 trại sinh đã xuất sắc được công nhận là thành viên ban huấn luyện của Hội đồng huấn luyện Trung ương. Xin mời anh. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa các anh chị huấn luyện viên, giờ phút này chắc hẳn chúng ta đã rất chờ đợi để chúng ta nghe danh sách vinh danh 5 trại sinh xuất sắc nhất tại trại huấn luyện Kim Đồng cấp 2 toàn quốc năm 2023 tại tỉnh Khánh Hòa. Và ban tổ chức cũng xin được công bố 5 anh chị xuất sắc nhất cũng chính thức được công nhận là thành viên trong ban huấn luyện của Hội đồng huấn luyện Trung ương. Và chắc chắn không ai khác, đó chính là 5 trong số 15 anh chị đang có mặt trên sân khấu lúc này. Chúng ta hãy quay sang nhìn nhau, nở một nụ cười thật tươi trước khi tôi công bố kết quả. Vâng, mặc dù rất căng thẳng, đúng không ạ? Nhưng chúng ta vẫn thấy trên gương mặt các anh chị vẫn thể hiện niềm tự hào. Người đầu tiên tôi sẽ công bố, đó là một huấn luyện viên cấp 2. Và đồng thời, đây cũng là trại sinh đến từ một trong 5 đơn vị đã được Hội đồng đội Trung ương tuyên dương tại kỳ trại lần này. Như vậy chúng ta chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai và gì nữa ạ? Nghệ An, đúng không ạ? Và ở đây thì Cần Thơ cũng có, Nghệ An cũng có, Bình Dương cũng có, Thành phố Hồ Chí Minh cũng có, đúng không ạ? Đơn vị nào cũng có. Như vậy chỉ một trong 5 đơn vị. Vâng, và cao hơn nữa, đây vừa là chạy sinh nhưng đồng thời cũng là đồng chí ủy viên Hội đồng huấn luyện Trung ương. Xin được chúc mừng anh Hồ Văn Đây, đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, và xin mời bước ra phía giữa. Mời anh Đây bước ra phía giữa. Vâng. Tại kỳ đăng quang chạy huấn luyện cấp 1 khi sướng tên Á Khoa thì thấy có những giọt nước mắt, nhưng mà lần này chắc là cũng chai lì cảm xúc rồi, đúng không ạ? Người thứ hai, và danh sách này tôi không công bố theo danh sách alphabet và công bố theo thứ tự điểm từ trên xuống dưới. Và chúng ta đã hiểu được rằng là vị trí của các huấn luyện viên của chúng ta đang ở đâu. Người thứ hai tôi xin được công bố, một người đến từ miền Bắc, vừa rồi miền Nam rồi bây giờ đến từ miền Bắc. Đây cũng là một trong những địa phương hiếm huấn luyện viên cấp 1, cấp 2 nhất toàn quốc. Rất hiếm, đặc biệt là huấn luyện viên cấp 2 thì càng ít. Và anh cũng là niềm tự hào cho phụ trách đội và thiếu nhi của địa phương mình. Tại này, bạn đã thể hiện rất xuất sắc, đã dẫn dắt đồng đội của mình về đích. Xin được chúc mừng ủy viên Hội đồng huấn luyện Trung ương, anh Trần Minh Cường, đơn vị Hà Nội. Vâng, và người thứ ba tôi xin được công bố, đó chính là một bạn nữ. Đó chính là một bạn nữ. Vâng. Bạn nữ này cũng là một trong những trại sinh đến sớm nhất. Đến trại sớm nhất. Đến trại sớm nhất. Mặc dù chỉ còn mấy ngày nữa thôi chúng ta kỷ niệm 65 năm phong trào kế hoạch nhỏ. Và Trung ương sẽ tổ chức sự kiện này tại liên đội của bạn. Nhưng mà vẫn đang có mặt tại đây để tham dự trại huấn luyện. Xin chúc mừng một bạn nữ đến từ Hải Phòng, Vũ Thị Thủy. Chúng ta chỉ còn 2 bạn nữa thôi. Khi tôi nhắc đến địa phương này thì chúng ta đã ngửi thấy ở đâu đó có một cái mùi rất dễ chịu, thoang thoảng mùi hương của hoa. Và cái se se lạnh của thời tiết. Vâng, đó chính là Lê Trần Phương Bắc, Lâm Đồng.
Người cuối cùng trong số các anh chị còn lại trên sân khấu sẽ được xướng tên sau đây. Rất hồi hộp đúng không ạ? Theo các anh chị, người cuối cùng sẽ là ai ạ? Ai ạ? Tuấn Anh, làm được có ai tới Tuấn Anh? Thuận Thành. Rất tiếc. Đấy là bình chọn của các anh chị. Còn giám khảo thì sao ạ? Theo các thầy thì là ai ạ? Đấy là theo chạy sinh, còn bây giờ tôi hỏi các thầy, mà theo các thầy là ai ạ? Rất khó đúng không ạ? Các bạn thì có thể nói được ngay. Bởi vì đôi khi các chị em thì thích cứ cái gì to và dài thì thích. Đúng không ạ? Cứ nhìn thấy anh ấy to thế kia, anh cao thế kia là thích rồi. Người cuối cùng, tôi hỏi các thầy chắc chắn cũng không trả lời được. Bởi vì nếu có trả lời thì các thầy sẽ nói rằng là ai cũng xứng đáng. Và tôi cũng thấy thế, các bạn rất xứng đáng. Đây là một trong những trại có chất lượng tốt nhất. Đây là một trong những trại có chất lượng tốt nhất. Người cuối cùng. Âm nhạc rất là làm tôi hồi hộp. Cũng rất là gay cấn, cảm ơn mấy anh âm nhạc. Chắc chắn là một bạn nam. Chắc chắn là một bạn nam. Chúng ta mạnh mẽ lên ạ. Chị mấy ạ? Vâng. Xin được chúc mừng một chàng trai đến từ sông Hậu. Đến từ sông Hậu. Sông Hậu ở đây gồm có Hậu Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Bạc Liêu thì không có rồi, đúng không ạ? Sóc Trăng thì cũng không có ở trên này rồi. Sóc Trăng đang ngồi dưới rồi, đúng không ạ? Bạc Liêu thì không có, Sóc Trăng không có, Hậu Giang không có, đúng không ạ? An Giang cũng không có. Bây giờ chỉ còn có Cần Thơ và Kiên Giang thôi. Tôi nghĩ nếu tôi công bố người đầu tiên sẽ chạy lên sân khấu, đó chính là một thành viên của ban tổ chức. Vì nhờ anh ấy mà bạn ấy biết được bạn ấy có cái tài năng đặc biệt. Và nhờ anh ấy mà bạn ấy biết được rằng bạn ấy là gì ạ? Môi hiếm, hàm lệch và thổi kèn bằng mép. Xin chúc mừng Phan Thuận Thành đến từ Cần Thơ. Vâng, đó chính là người thứ 5. Xin được chúc mừng. Các bạn đã chính thức trở thành những huấn luyện viên, những thành viên trong ban huấn luyện của Hội đồng Huấn luyện Trung ương. Xin được chúc mừng tất cả các bạn. Sau đây xin trân trọng kính mời anh Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương lên trao vòng hoa và quyết định cho các tân huấn luyện viên cấp 2 Trung ương. Xin được chúc mừng năm trại sinh xuất sắc nhất được công nhận là thành viên ban huấn luyện của Hội đồng Huấn luyện Trung ương.
tôi chúc mừng 5 thành viên Ban huấn luyện Hội đồng huấn luyện Trung ương và xin cảm ơn anh Lê Quân. Trân trọng cảm ơn các đồng chí, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các trại sinh. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với phần trao cờ đăng cai cho đơn vị tiếp theo sẽ tổ chức đăng cai trại huấn luyện Kim Đồng cấp 2 toàn quốc năm 2026. Trân trọng mời anh Nguyễn Đức Sơn, đơn vị Khánh Hòa và chị Vũ Thị Thủy, đơn vị Hải Phòng lên thực hiện nghi thức hạ cờ trại. Chúng ta cùng vỗ tay theo âm nhạc để nhìn lá cờ tươi thắm của trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc đang được hạ xuống, báo hiệu cho một mùa trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc lần thứ 2. Huấn luyện viên cấp 2 Trung ương năm 2023 đã thành công rực rỡ. Một mùa trại thành công đã trôi qua, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh Khánh Hòa, nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa đã tạo điều kiện để trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc được diễn ra thành công rực rỡ. Và ngay lúc này đây, chúng ta sẽ tạm chia tay với tỉnh Khánh Hòa để cùng đến với những đơn vị đăng cai tiếp theo sẽ tổ chức trại huấn luyện Kim Đồng cấp 2 toàn quốc. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời anh Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện Trung ương lên nhận cờ trại và giao cho đơn vị đăng cai trại huấn luyện Kim Đồng cấp 2 toàn quốc năm 2026. Và đơn vị nào sẽ là đơn vị tiếp theo ạ? Các anh chị có thể hô to đơn vị nào là đơn vị tiếp theo ạ? Và trân trọng kính mời anh Trần Nhân Phú, đại diện đơn vị tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ lên nhận cờ cho đơn vị đăng cai trại huấn luyện Kim Đồng cấp 2 toàn quốc năm 2026. Chúng ta cùng đổ một tràng vào tay thật lớn và chúc mừng cho những thành công của tỉnh Khánh Hòa. Chúc cho đơn vị tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2026. Trân trọng cảm ơn anh Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện Trung ương và các anh chị trại sinh đại diện đơn vị Khánh Hòa và Thừa Thiên Huế. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình lễ bế mạc đăng quang trại huấn luyện Kim Đồng cấp 2 toàn quốc năm 2023 đến đây là kết thúc. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu. Chúc các trại sinh sẽ tiếp tục học tập và rèn luyện đạt kết quả cao hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!